Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón tóc xù cho bé hai màu nâu và đỏ như thế này. Màu nâu mình dùng để làm phần tóc ở phía trên, và cái phần tóc này có các cái đường tóc nè xoăn lại và đều nhau. Phần dưới có viền lại bốn đường viền màu đỏ để đội vào vòng đầu của bé. Đây, mẫu nón tóc xù như thế này. Dụng cụ mình gồm len microtông. Màu nâu mình sử dụng để móc phần thân trên tạo viền tóc, còn màu đỏ dùng để móc phần thân dưới. Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm, hoặc nếu không có mẫu kim này các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim lớn hơn sợi len 1/2 nha. Đây. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tóc trước. Thì trước khi móc phần thân trên để tạo các cái lọn tóc như thế này thì mình cũng sẽ nói sơ qua về cái cách tăng mũi ở cái mẫu nón này. Ở mẫu nón này thì việc thêm mũi cũng tương tự như là các cái mẫu nón mà mình hướng dẫn ở clip trước. Những cái mẫu nón mà mình sử dụng mũi kép đơn đó, để làm cho cái phần thân nón phía trên này nè, thì các bạn cũng thêm mũi cho mình tương tự như các cái mẫu mà mình sử dụng mũi kép đơn để mình móc nha. Thì mình cũng có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Ở mỗi vòng nón thì ta tăng 12 mũi, tăng đều từ vòng thứ 2 cho đến vòng thứ 6. Ở những size lớn hơn, đối với các cái vòng móc mà mình không tăng được 12 mũi móc vì do cái số lượng mũi quá nhiều, các bạn có thể chia đều cho mình 3 góc hoặc là 4 góc hoặc là 5 góc, có thể chia đều cái vòng tròn thứ 7 ra để thêm mũi tùy vào vòng đầu của bé. Như vậy là mình cũng vừa hướng dẫn được sơ qua cách tăng mũi ở mẫu nón này. Vì cái mẫu nón này, các cái sợi tóc khi ta tạo nó sẽ nằm ở mặt phải của hàng móc, nên khi móc các cái sợi tóc nó dài nè, nó che đi cái mũi móc, ta sẽ khó thấy rõ được cái mũi để mình thêm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cách móc của cái phần thân này. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào chân móc mũi đơn đầu tiên của vòng móc này. Đây là chân móc đầu tiên của vòng móc này nè, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta được một vòng móc đầu tiên của hàng móc thứ nhất ở cái phần thân nón. Thì hàng móc thứ hai cũng tương tự như những mẫu nón khác, ta sẽ móc vào mỗi chân móc, móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc để tạo ra 12 chân móc ở vòng móc thứ hai. Thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Để ta tạo cái sợi tóc ở đây thì đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên nè. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim vào đây cho mình. Đây, đây là chân móc đầu tiên nè. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Sau đó tiến hành đưa đầu kim. Đây, các bạn sẽ đưa đầu kim di chuyển lên phía trên sợi dây. Sau đó đồng thời luồn xuống phía dưới và móc cho mình sợi dây ở phía dưới lên. Móc ba chân móc. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, sau đó kéo cho mình cái sợi len dài này nè, kéo cái sợi len dài này để cái lọn tóc nó được cái độ dài nhất định. Sau đó móc qua hai chân móc trên kim thì ta tạo được một sợi tóc đầu tiên ở vòng móc thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc tiếp theo sẽ nằm cùng với cái chân móc mà ta vừa móc, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một sợi tóc nữa và sử dụng mũi đơn để móc nha. Đây, cũng tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc nè, đâm kim vào đây, sau đó luồn và đưa kim lên phía trên sợi dây, luồn xuống phía dưới và móc sợi dây phía dưới lên, kéo len qua chân móc. Đưa ngón trỏ ra ngoài sợi len, kéo để canh chỉnh cho cái sợi len này nó bằng với sợi len ban đầu. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta được sợi tóc thứ hai bằng với sợi tóc thứ nhất nè, hai sợi tóc này nó bằng nhau. Tiếp tục chân móc kế tiếp, các bạn cũng tạo cho mình hai sợi tóc ở chân móc này, tức cũng đâm kim, sau đó luồn kim lên phía trên, đưa kim xuống phía dưới và móc sợi len phía dưới lên, kéo qua chân móc. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len và kéo canh chỉnh để sợi len bằng với các sợi len ban đầu.
sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục tạo thêm một sợi tóc nữa ở cái chân móc này, cũng đâm kim vào chân móc, đưa kim lên phía trên, luồn xuống phía dưới và kéo sợi len qua chân móc. Canh chỉnh cho sợi len này bằng với các sợi len ban đầu, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Như vậy là mình vừa tạo ra được 4 sợi tóc ở cái vòng tròn thứ nhất này. Đây, 4 sợi. Và kích thước của các sợi tóc này nó sẽ bằng với nhau. 4 chân móc còn lại các bạn cũng tiếp tục làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc tạo cho mình 2 sợi tóc và cũng đâm kim lần lượt giống như các cái sợi tóc mà mình vừa móc á. Mỗi chân móc các bạn sẽ tạo cho mình 2 sợi tóc vào đây. Đưa kim lên phía trên, luồn và móc cái sợi len phía dưới lên. Qua chân móc, đưa ngón trỏ ra ngoài và canh chỉnh cho sợi len bằng với các sợi len ban đầu, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục một sợi tóc nữa vào cái chân móc ta vừa móc. Đưa kim lên phía trên, luồn xuống phía dưới để lấy sợi len phía dưới qua chân móc. Canh chỉnh sợi len, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Và làm tương tự cho ba chân móc còn lại. Sau khi tạo được 12 sợi tóc, tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng tròn thứ nhất ở cái mẫu nón này và tạo ra được 12 sợi tóc đều nhau. Ở vòng tròn tiếp theo, vòng tròn thứ hai của cái mẫu nón này, các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như các mẫu nón mà mình móc bằng mũi kép đơn. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc, nhưng lần này ta sẽ tạo sợi tóc ở mặt phải của đường móc. Tức là mỗi chân móc các bạn sẽ tạo cho mình 2 sợi tóc ở mỗi chân móc. Tiến hành lấy len, sau đó đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên nè. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn lấy len, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên này. Lấy len, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Đâm kim vào đây, sau đó kéo len qua chân móc. Khi kéo được sợi len qua chân móc, các bạn giữ nguyên vị trí này cho mình. Sau đó thông thường ta sẽ lấy sợi len phía trên, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình sợi len ở phía dưới. Đây, ta sẽ không lấy sợi len phía trên mà móc cho mình sợi len ở phía dưới. Móc qua chân móc, kéo qua hai chân móc trên kim nè. Kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len. Tiến hành kéo cho mình sợi tóc mà ta vừa tạo qua một bên. Các bạn sẽ nắm sợi tóc này, sau đó đưa qua một bên. Lấy len và kéo qua hai chân móc trên kim. Như vậy là mình vừa tạo ra được sợi tóc đầu tiên ở cái hàng móc thứ hai. Tiếp tục sợi tóc thứ hai, các bạn cũng tương tự đâm kim cho mình vào chân móc mà ta vừa móc nha. Cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc này, sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, không kéo len dài lên nha. Đây, sau đó tiến hành lấy cho mình sợi len ở phía sau á. Các bạn sẽ lấy sợi len ở phía sau. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len và kéo sợi len này qua một bên. Lấy len và kéo len qua hai chân móc trên kim. Đây, ta đã thêm được một mũi móc ở hàng móc thứ hai và tạo ra được hai sợi tóc đều nhau. Tiếp tục chân móc kế bên cũng tạo cho mình hai sợi tóc vào cái chân móc này. Cũng lấy len và đâm kim vào cái chân móc thứ hai. Sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, đồng thời kéo cho mình cái sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Kéo qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len và kéo sợi len qua một bên. Đây, các bạn sẽ tiến hành kéo sợi len qua bên phải. Sau đó lấy len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục tạo một sợi tóc nữa ở cái chân móc ta vừa móc. Lấy len, đâm kim vào chân móc ta vừa móc. Kéo len. Giữ nguyên vị trí, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, sau đó kéo sợi dây len qua một hướng và kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì ta được sợi tóc thứ tư ở vòng móc thứ hai nè. Đây, 4 sợi tóc đều nhau như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng.
Thì như vậy là ta sẽ tạo được 24 mũi móc ở cái vòng móc thứ hai. Mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc và tạo sợi tóc ở mặt trước của hàng móc. Làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Cũng tạo sợi tóc bằng cách lấy len đâm kim vào chân kế bên. Sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này và kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Kéo qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, kéo sợi len qua một hướng, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục tạo một sợi tóc nữa ở chân móc ta vừa móc, cũng lấy len, đâm kim qua chân móc, kéo len. Giữ nguyên vị trí này và kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra ngoài, kéo sợi len này qua một bên, sau đó lấy len qua hai chân móc trên kim. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi tạo được 24 sợi tóc vào 12 chân móc của vòng móc thứ nhất thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Đây, ta vừa tạo ra được các cái sợi tóc đều nhau như thế này nha. Ở vòng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình, mỗi mũi móc các bạn sẽ tạo cho mình một sợi tóc. Nhưng vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Và mỗi mũi móc ta cũng tạo ra các cái sợi tóc tương tự như thế này nè. Đây, các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình nha. Hàng móc thứ ba sẽ móc xen kẽ. Chân thứ nhất móc một mũi thì chân thứ hai ta sẽ móc 2 mũi. Tương tự chân kế bên một mũi thì chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi. Các bạn cứ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ở cái vòng móc thứ ba này, cũng xen kẽ một mũi, xen kẽ 2 mũi cùng một chân móc. Thì chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc này và cái mũi này ta cũng tạo sợi tóc tương tự nha. Cũng lấy len và đâm kim vào chân móc đầu tiên. Kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len. Sau đó kéo cái sợi tóc này qua một bên và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi được một mũi vào chân móc đầu tiên thì chân móc thứ hai ta sẽ tạo 2 mũi móc ở đây. Tiến hành lấy len và đâm kim lần thứ nhất vào chân móc thứ hai. Đâm kim lần thứ nhất vào đây. Kéo len. Giữ nguyên vị trí này, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, kéo sợi len qua một hướng. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục đâm kim lần thứ hai vào chân móc ta vừa móc. Cũng lấy len và đâm kim lần thứ hai vào chân móc này. Kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Kéo qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, sau đó kéo sợi len qua một hướng và kéo len qua hai chân móc trên kim. Như vậy là mình đã móc được một cụm xen kẽ, một mũi xen kẽ 2 mũi cùng chân móc nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại. Cũng tương tự móc vào chân kế bên một mũi thì chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi nha. Và mỗi mũi móc ta cũng tạo sợi tóc ở mỗi mũi. Chân kế bên móc một mũi vào đây. Cũng lấy len và đâm kim vào chân móc kế bên. Kéo len. Giữ nguyên vị trí này, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, kéo sợi len qua một hướng, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục chân kế bên sẽ tạo 2 sợi tóc vào cái chân móc kế bên này. Ta cũng lấy len và làm lần lượt tương tự như các sợi tóc mà ta vừa móc. Giữ nguyên vị trí, sau đó kéo sợi len phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len qua một hướng, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim.
Tiếp tục một sợi tóc nữa vào cái chân móc ta vừa móc để tạo các cái cụm chân móc tương tự. Cũng móc vào đây cho mình một sợi tóc bằng các cái mũi kép đơn nha. Kéo sợi len phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len và kéo sợi len qua một hướng, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì mình vừa tạo được cụm móc thứ hai gồm một mũi xen kẽ với hai mũi cùng một chân móc. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Cụm móc xen kẽ một mũi móc ở một chân móc, xen kẽ là hai mũi móc ở cùng một chân móc nha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng các cái cụm chân móc để tạo ra các cái sợi tóc tương tự như thế này nè, thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ ba của cái vòng nón. Thì tương tự cho các cái hàng móc tiếp theo, các bạn cũng tăng dần đều cho mình cái số mũi móc này nè, cái số cụm xen kẽ. Tức là hàng này ta móc một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân móc. Thì hàng tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình hai mũi mỗi chân móc, xen kẽ là hai mũi cùng chân móc. Cũng tương tự như các mẫu nón mà mình hướng dẫn ở clip trước, thì các bạn cũng tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc xen kẽ nè. Ở đây mình móc một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân móc, thì hàng tiếp theo các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình nha, hai mũi mỗi chân móc xen kẽ hai mũi cùng chân móc. Tức là hai mũi móc liên tiếp ta sẽ tạo ra được ba sợi tóc. Móc vào chân đầu tiên một sợi tóc nè, giữ nguyên vị trí, sau đó kéo sợi len ở phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, kéo sợi len qua một hướng và kéo len qua hai chân móc trên kim. Chân móc thứ hai cũng tạo cho mình sợi tóc ở chân móc này. Khi tạo được hai sợi tóc ở mỗi chân móc thì chân móc thứ ba sẽ tạo cho mình hai sợi tóc vào cùng một chân móc. Cũng tạo cho mình các cái mũi tương tự như mũi sợi tóc mà ta vừa móc ở phía trên nha. Mũi móc thứ hai cũng vào chân móc này. Như vậy là mình vừa tạo được một cụm chân móc gồm có hai mũi mỗi chân móc xen kẽ hai mũi cùng chân móc nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc cho đến cuối vòng. Và cũng tương tự tăng mũi cho các hàng móc tiếp theo, cũng tăng cho mình tịnh tiến dần đều, một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân móc, thì hàng móc tiếp theo sẽ là hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân móc. Hàng móc phía trên ba mũi mỗi chân móc xen kẽ hai mũi cùng chân móc, và cứ tăng tịnh tiến cho mình bốn mũi mỗi chân móc xen kẽ hai mũi cùng chân móc, hoặc là năm mũi xen kẽ hai mũi. Các bạn cứ tăng dần cho mình các cái vòng móc tiếp theo cho đến khi cái vòng tròn này nè, cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn sẽ ngưng nha. Và ở mỗi vòng cũng tăng tịnh tiến và tạo các cái cụm tương tự như vậy nè, mỗi mũi móc ta cũng tạo ra một sợi tóc, móc cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé. Và tất cả các cái mũi móc các bạn cũng đều tạo cho mình một sợi tóc nha. Hai chân móc liên tiếp, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc vào mỗi chân móc.
Chân móc thứ ba của cụm ta sẽ móc 2 mũi vào chân móc này. Mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc tăng tịnh tiến đều nhau như thế này. Thì cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé rồi. Mỗi hàng móc ta sẽ tăng 12 mũi móc ở mỗi hàng móc. Và đối với những bé lớn hơn thì các bạn có thể tăng cho mình ở cái hàng móc thứ 7 này tăng ít hơn 12 mũi móc, hoặc là tăng 12 mũi móc cũng được, tùy vào vòng đầu của bé. Và khi tăng mũi móc các bạn lưu ý chia đều cho mình cái vòng móc ra và tăng để cho cái vòng tròn của mình nó không có bị méo nha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo và ta tiến hành không tăng mũi vì cái vòng tròn này đã đủ cái độ rộng rồi nè. Thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình các cái hàng móc không tăng mũi. Tức là một mũi móc các bạn cứ móc cho mình một sợi tóc vào cái mũi móc đó và tiến hành không tăng mũi nha. Móc cho mình cho đến hết vòng. Tức là chân móc đầu tiên sẽ móc một sợi tóc ở đây. Kéo sợi len phía sau qua hai chân móc trên kim. Đưa sợi tóc qua một bên và kéo qua hai chân móc trên kim. Chân kế bên cũng móc một sợi tóc ở chân móc này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau đó các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình như hàng móc mà ta vừa móc. Móc cho đến khi chiều cao từ đỉnh nón xuống cái hàng móc cuối cùng mà mình móc á, bằng 2 phần 3 của phần thân nón thì các bạn ngưng. Cũng móc cho mình các cái mũi móc tương tự và ta không tăng mũi ở các hàng móc còn lại nè. Mỗi chân móc các bạn cứ tạo cho mình một sợi tóc ở mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi đã móc được 2 phần 3 thân nón thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc cuối cùng này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ ta sẽ tiếp tục móc cái phần thân ở phía dưới. Thì cái phần thân ở phía dưới các bạn sẽ sử dụng màu đỏ và móc cho mình cái phần thân này nha. Sợi dây màu đỏ sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở cái phần thân nón chân móc mũi dời cuối cùng này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời này nha. Đây là mũi dời cuối cùng nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này. Sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa màu đỏ vào trong mũi móc nha. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở các cái chân móc cuối cùng này mình có dư cái sợi len thừa màu nâu nè. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn cũng móc giấu cho mình sợi len thừa này vào trong mũi móc. Để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Đây, móc giấu vào trong mũi móc như thế này và móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi ta được 1/3 thân nón còn lại thì các bạn ngưng nha. Cũng móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã lên thêm được 4 hàng móc, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc cuối cùng một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len.
tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hoàn tất được một mẫu nón tóc xù cho bé như thế này. Thì mẫu nón này các bạn có thể phối nhiều màu khác nhau để phù hợp cho bé trai và bé gái tùy sở thích của mỗi người nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón tóc xù cho bé với hai phần tóc và thân nón như thế này. Chúc các bạn thành công!